bên nhau mà cuộc sống đâu được như ước vọng. Đến lúc phải thay đổi, những đứa trẻ giờ sẽ lớn lên, muốn bước đi chẳng muốn mãi bên cha mẹ. Những cánh tay giờ đã quá bền, giữ chân sống đành phải cố buông. Nhưng lòng trẻ muốn đi ra phải ở lại, sống với nhau nhẫn nại. Trẻ muốn xa ra phải vất vả, nhưng bên nhau cứ thêm đau đầu. Sống cốt tôi giờ hát tay lùi, chuyện cũ mãi vui, cứ đuổi nhau xảy ra không thôi. Sống cốt tôi giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng, ôi ra mà xảy ra chất chồng. La 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 la, bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la, bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu. Con thề với hai bác luôn á, là cái tiệc đó đó là anh Tuấn á, ảnh làm để chào đón con về sớm thiệt. Dạ đúng rồi ba má, con cũng được mời vô tiệc đó mà. Tại vì con sẵn con đi làm về sớm á, cái con ghé qua luôn. Vậy đó hả? Dạ. Ê cha, mình ở đây lâu rồi ha, mà mình không có biết là thằng Tuấn nó lại thích tiệc tùng hội họp vậy. Mà làm tiệc mời sao mời mấy người lớn ha. Dạ, mà sao lúc đó tự nhiên ba chạy qua nhà anh Tuấn vậy? Tại ba đọc báo á, ba thấy bắt cóc nhiều quá. Rồi cái má bay nè, điện thoại không được. Rồi cái ba đâm ra ba lo, ba mới đi tìm. À, dạ. Vậy là bác nghĩ là anh Tuấn bắt cóc chị Châu hả? Không có, bác gặp Tuấn á, có chút chuyện, nhờ nó tư vấn chuyện của bác mà. Nè, chuyện gì? Chuyện gì mà ông nhờ anh Tuấn tư vấn? Rồi à, ông gây ra chuyện gì đúng không? Ông nói tôi nghe cái chuyện gì. Chuyện gì đâu bà ơi, bà nghĩ bảy bà cũng mà. Ngứa tay quá thì vừa lấy thuốc sức á. Đừng đừng đánh ông lã nè, ông đứng lại. Ông quý, ông đứng lại chưa? Nè, chắc là có chuyện gì mờ ái cho nên ông là bộ ông đánh ông lã nè. Chuyện gì ông nói tôi nghe. Chuyện gì mà ông nhờ thằng Tuấn tư vấn cho ông? Ông gây ra chuyện gì đúng không? Có mà. Đứng lại. Chị, công nhận á, anh Tuấn anh dễ thương thiệt ha. Em suy nghĩ nha, ai á mà làm vợ của ảnh chắc hạnh phúc lắm luôn á. Mà chị, tự nhiên cái anh Tuấn á, ảnh tạo cho em một sự bất ngờ ghê luôn. Tự nhiên làm cái tiệc chào mừng em về với sớm mình, làm em bất ngờ lắm lắm luôn á. Thì có gì đâu, anh Tuấn anh dễ thương mà. Thì chắc ảnh tính kết nối mấy người trẻ sớm này lại với nhau thôi. Thì đó, sẵn tự nhiên cái có thêm người lớn bất ngờ tới nữa thì bất ngờ này nối tiếp bất ngờ kia. Không đâu, em nghĩ không phải là bất ngờ đâu. Người lớn mà đi tới đó chắc em nghĩ là mọi người đang nghĩ gì đó. Nghĩ gì? Thì là đang nghĩ chị với anh Tuấn quen nhau. Làm gì? Không có, không có đâu. Thì cái này là em chỉ là đoán vậy thôi. Tại tự nhiên người lớn xuất hiện ở đó thì á, giống như kiểu như là đang nghi ngờ chị với anh Tuấn quen nhau thôi. Nhưng mà không có đâu ha. Tại vì á, nếu như mà hai người mà quen nhau á, thì phải quen nhau từ hồi nhỏ rồi. Tại vì hai người lớn lên với nhau từ nhỏ mà đúng không? Thì đó, làm gì có chuyện đó được. Vậy là em còn có cơ hội phải không chị? Vậy là mai mốt em với lại má em sẽ về làm dâu chung một nhà. Ăn đi. Ngân. Cái gì vậy? Tôi mà không kêu ông Ngân làm rót tràn cái ly luôn đó. Sao bà biết hay vậy ta? Biết là tại vì cái tay ông rót, nhưng mà cái đầu ông lại suy nghĩ chuyện thằng Tuấn, đúng không? Nè, mà tôi nói bà nghe mà đã rõ ràng rồi. Nghe bà nghe. Đó đó đó, thấy chưa? Cả cái chuyện đó đã rõ ràng rồi, xong xuôi hết rồi mà tại sao cứ lẩn quẩn ông suy nghĩ hoài vậy? Tôi hỏi bà nè, những cái thông tin nó trùng hợp vậy làm sao mà tôi không suy nghĩ? Trời ơi. Đúng không? Thiệt là mệt á. Nghĩ chi không biết nữa. Bởi vậy hả, thằng Tuấn á, nhiều cái nó muốn chia sẻ tâm sự mà nó không có dám tâm sự chia sẻ với ông á. Tôi hỏi bà nè, cái chuyện mà con Huệ vậy tự nhiên nó làm tiệc cái đãi con Huệ là để làm cái gì? Phải nghi chứ. Nè, cái chuyện nó đơn giản quá mà ông. Là bởi vì tôi hay tâm sự cho thằng Tuấn nghe về chuyện của con Huệ. Bây giờ là thằng Tuấn là đứa tinh ý, nó muốn tổ chức cái tiệc cái chào đón con Huệ về để làm chi? Để làm vui lòng tôi, thấy không? Bây giờ cái chuyện này mới quan trọng nè. Ông nghĩ sao về con Huệ? Nghĩ sao là nghĩ sao?
Ủa, ông ngộ ha. Có những chuyện á hả, ông suy nghĩ rất là nhanh, ông suy nghĩ rất là lẹ, thậm chí ông nói nhanh, ông nói lẹ, ông nói ẩu luôn ha. Còn những chuyện cần á thì ông lại suy nghĩ chậm, ông cứ từ từ mà ông chưa hiểu gì hết, đúng không? Ờ thì tại bà thôi, bà nói cái gì vòng tôi không hiểu gì hết trơn. Trời, bà động não đi. Bây giờ nè, động não sao? Huệ ở chưa chồng, vợ chưa chồng, Tuấn chưa vợ, hiểu chưa? À trời ơi, hiểu ngon lành. Trời ơi, có gì mà tôi không hiểu ra. Gì đó, được á, được không? Được, ngon lành quá. Tôi cũng nhắm là thấy cũng được rồi đó. Đó, ngon lành. Trời ơi, cảm ơn bà. Đáng nghe à, hai lần người đó không giỡn đâu. Yên tâm. Uống miếng trà cho mắt ruột đi. Dạ, con chào ba, chào dì luôn. Ừ, con. Dạ. Ừ, con có gì ha? Má, bác dễ. Chào chung, đi chung. Anh có đói bụng không? Để em vô dọn cơm cho cả nhà mình ăn luôn. Cũng hơi đói đói rồi. Làm phiền em nha. Ăn kìa. Vô chứ. Để Vô dọn cơm. Tăng tốc. Ờ, ý là tăng tốc dọn cơm cho tụi con ăn. Gì vậy ta? Bộ từ ngày mà má em á lấy ba anh á, xong cái má em bị vậy luôn hả? Không phải má em không đâu, ba anh cũng vậy mà. Lạ ta. Thôi kệ đi, miễn sao á hai người hạnh phúc là được rồi. Thôi để em vô phụ má em dọn cơm nha. Bữa nay anh có bận gì không? Tại vì á, bữa nay má luôn nói với em á là gia đình của dì Lây qua đây ăn cơm, nên là nhờ hai đứa mình giúp má ăn tay á. Được mà, anh có bận gì đâu. Vậy anh biết lặt rau không? Biết chứ, mẹ của anh mất sớm á, cho nên á anh này phụ ba anh làm đó. Vậy còn nấu cơm thì sao? Nấu cơm á, thì nấu căn bản anh biết. Nói chung á, là nấu để phục vụ bản thân của mình chứ. Vậy là anh cũng hay nấu cơm nhà ăn lắm à? Anh thì ăn cơm tiệm không mà, không có thời gian. Nhưng mà nếu như mà sau này anh có vợ là anh sẽ phải khác đúng không? Sẽ thường xuyên ăn cơm nhà. Tất nhiên là sau khi anh có vợ anh sẽ khác. Anh sẽ ăn cơm vợ của anh nấu mỗi ngày luôn. May quá, mình cũng biết nấu cơm và cũng nấu rất là ngon. Anh Tuấn. Anh cho em hỏi này nha. Thí dụ như cái người con gái mà sau này anh lấy về làm vợ mà người ta có một cái quá khứ không có tốt đẹp thì anh có bỏ qua và cho người đó cơ hội không? Ai mà không có quá khứ ha. Nhưng mình sống quan trọng là hiện tại và tương lai. Còn quá khứ để nó ngủ yên đi, tương lai mới quan trọng. Em sao vậy? Bộ anh nói sai hả? Dạ, đâu có đâu. Anh đâu nói sai gì đâu. Chỉ là em đang cảm động về những lời của anh nói thôi à. Thật ra thì em cảm thấy cuộc đời này ưu ái cho em nhiều lắm. Cho em tìm gặp được một người đàn ông thương em và hiểu em nữa. Đặc biệt là chịu bao dung và bỏ qua những quá khứ của em. Và em cũng hy vọng rằng là tương lai sau này của chúng mình á sẽ thật là hạnh phúc. Đúng, tương lai của chúng mình rồi sẽ hạnh phúc. Cho em tìm gặp được một người đàn ông thương em
và hiểu em nữa. Đặc biệt là chịu bao dung và bỏ qua những quá khứ của em. Và em cũng hy vọng rằng là tương lai sau này của chúng mình á sẽ thật là hạnh phúc. Đúng. Tương lai của chúng mình rồi sẽ hạnh phúc. Cha. Cái thứ có mới nới cũ, có chăng quên đèn. Hứa thiệt nhiều, thất hứa cũng thiệt nhiều. Giả dối, xấu xa. Yêu yêu đương đương hả? Hai tay nắm chung một cọng rau ha. Yêu đương quá mà. Tôi là gì? Hứa hẹn. Mình đúng là nồi nào úp chung đó mà. Ngu tầm ngu mã tầm mã. Bực cái mình à. Châu. Ủa? Ngồi lẩm bẩm gì vậy con? Ba bác. Dạ. Cái gì đâu mà có gì tức giận quá vậy? Dạ đâu có đâu con, nhẩm chuyện bên công ty mà. À thôi, trời ơi, ba cái chuyện bực mình công ty rồi bực hà rầm luôn, suốt đời luôn. Thôi đừng để ý chi cho mệt nè. Dạ. Cho bác hỏi nha. Dạ. Con chơi thân với Huệ đúng không? Huệ hả? Ừ. Dạ. Con thấy con bé đó làm sao? Cũng khá thân với con. À. Mà thấy con nó phiền lắm. Gì phiền? Con thấy Huệ nó hiền. Trời ơi, phát âm cho nó chuẩn mà khuyên ta hiểu lầm. Dạ. Vậy là ngon lành rồi. Vậy là yên tâm rồi nè. Yên tâm vụ gì bác? Ờ thì nói chung là bác định cưới vợ cho thằng Tuấn nhà bác. Đó. Ờ thì đó, ý là bác định cưới Huệ cho thằng Tuấn á. Bác cưới Huệ cho anh Tuấn? Ờ. Trời ơi, tính tình nó vậy không cưới mới là lạ. Huệ cho anh Tuấn. Ờ, thì thằng Tuấn nó lớn rồi mà bác con mình nó à, giờ cưới vợ cho nó để có cháu hữu hỷ. Có gì đâu mà con ngạc nhiên như vậy. Mà sao tự nhiên nghe cái mặt tái mét vậy con? Dạ chắc. Sao? Con ngồi ở đây nãy giờ cũng bị trúng gió. Trúng gió? Dạ bác về trước. Ờ, thôi về đi. Về nghỉ ngơi đi con. Trời nắng chang chang gì. Đổ mồ hôi cha, đổ mồ hôi con mà nó nói trúng gió. À, tự nhiên mặt tái mét hả? Hiểu rồi nghe. Nhưng mà nhà này là có dâu rồi ha. Đừng có mà gì ba? Mà gì? Ba mới nói đó, con mới hỏi ba nè, đừng có mà gì. Ờ thì ba nói chuyện với ai vậy? Ờ thì ba nói chuyện mình ba thôi. Nhiều khi già lớn tuổi ngồi tự nói chuyện mình là chuyện bình thường. Vậy hả ba? Dì Lung nói đúng mà. Ba con có tuổi rồi. Nên hay nói chuyện mình. Vậy là không ổn đâu ba. Ờ thì thật ra là ổn con. Ba nói chuyện với Châu mới vừa xong nè. Nói chuyện với Châu hả ba? Ờ. Châu đâu rồi ba? Nó bỏ về. Tự nhiên trời nắng rồi nó trúng gió bỏ về. Ủa, ba nói gì với Châu vậy? Thì ba có nói gì đâu. Ba nói là ba cưới vợ cho con. Đó. Cưới vợ cho con? Ờ. Vợ con đâu ra? Thì ba nhắm rồi. Ba nhắm một người vợ tương lai cho con rồi. Tuyệt vời luôn. Ba, nhưng con không quyết định, con không cưới. Ba muốn cưới ai ba cưới đi. Ê, cái gì kỳ vậy? Nè 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 nè, đi đâu đi nha. Nhưng mà phải nhớ nghe, áo mặc là không được qua khỏi đầu nghe. Cha mẹ đặt đâu là phải ngồi đó nghe. Châu. Châu cái gì mà Châu không có nghe cái gì hết á. Anh không biết ba nói cái gì. Ba nói cái gì là chuyện của ba anh. Anh không có ý đó. Anh không có ý đó hả? Chứ anh ý gì? Anh nắm tay nắm chân người ta, hứa hẹn tương lai các thứ. Không ý đó chứ ý gì? Đâu có phải đâu. Anh chỉ hứa hẹn một mình em thôi à. Anh đừng có xạo nữa. Em thấy rõ ràng ha. Hai người lặt rau với nhau, rồi nói chuyện vui vẻ. Giờ kêu là không có gì là không có gì. Cái chuyện lặt rau nhà anh đó hả? Ừ.
Không phải đâu, hiểu sai ý của anh rồi, không có. Không mệt quá. Châu à, nghe nói đi. Không, không nghe có, anh không có ý đó mà Châu. Buông ra coi. Anh xin lỗi mà anh không có ý đó Châu ạ. Ba má. Ba má. Dạ, hai ba. Châu. Châu. Đá gì mạnh như vậy trời? Anh Tuấn bị bồi đá hả? Chọc quê nữa hả? Thì chứ gì nữa. Nè em giải thích cho nghe nha. Chị Châu là bồ của anh. Chị Châu đá anh thì là bồ đá. Ê, đến vậy nhỏ này chọc quê nữa hả? Sống cốt đôi giờ hát tay lôi chuyện cũ mới vui cứ đôi nhau xây ra không thôi. Sống cốt đôi giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng ôi ra mà xây ra chất chồng. La 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 bao nhiêu lòng mới vui bên nhau. La 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 bao nhiêu lòng mới thôi âu sầu.